Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Mỹ đưa kho Tomahawk đến Biển Đen khi Nga đang tập trận. Giữa vòng vây NATO, Thổ Nhĩ Kỳ muốn làm vệ sĩ, Nga ngại gì chối từ. Pháo đài bất khả xâm phạm, nếu Nga trữ vũ khí, tiềm lực hạt nhân của Crimea khủng khiếp tới mức nào. Mỹ đưa kho Tomahawk đến Biển Đen khi Nga đang tập trận. Vào ngày 11 tháng 6, thì Nga bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn ở ngoài khơi Crimea với sự tham gia của lực lượng hàng không hạm đội Biển Đen. Thông báo của hạm đội Nga cho biết, cuộc tập trận được thực hiện theo đúng kế hoạch được chuẩn bị từ trước. Trong đó, ngoài thành phần chính là lực lượng máy bay Su-24M, Su-24MR, Su-30SM, AN-26, B-12, trực thăng còn có một trung đoàn tên lửa phòng không và tên lửa bờ cùng tham gia. Mục đích của tập trận này để đánh giá về sự gắn kết và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, giữa các phi đội chiến đấu cơ và khẩu đội tên lửa trong việc tổ chức bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trước mối đe dọa bị tấn công từ kẻ thù. Hiện chưa rõ thời điểm Nga kết thúc cuộc tập trận này, nhưng hãng tin Interfax dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Moscow ngăn tàu thuyền nước ngoài đi qua một số khu vực trên Biển Đen trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 để tập trận. Điều này đặc biệt là ngay khi Nga thông báo bắt đầu tập trận thì Mỹ cũng tuyên bố điều khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Labon vào Biển Đen làm nhiệm vụ an ninh hàng hải. Thông báo của lực lượng hải quân Mỹ tại châu Âu, châu Phi trên Twitter ngày 11 tháng 6 cho biết tàu USS Labon đã di chuyển theo hướng Bắc để tiến vào Biển Đen và sẽ triển khai các sứ mệnh an ninh hàng hải tại đây. Được đưa vào biên chế vào năm 1995, khu trục hạm tên lửa dẫn đường ở lớp Burke Labon có hai hệ thống phóng AZIT với khả năng chứa gần 100 quả tên lửa hành trình Tomahawk. Labon cũng được trang bị một trực thăng đa dụng SH-60 Seahawk. Các tàu chiến và máy bay quân sự của Mỹ đã hoạt động thường xuyên hơn tại Biển Đen trong vài năm trở lại đây, trước tình hình căng thẳng gia tăng giữa Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Moscow. Ít nhất 3 tàu khu trục và 1 tàu tuần dương của Mỹ đã tiến đến Biển Đen kể từ đầu năm 2021 đến nay. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery, đã lưu ý rằng tần suất hoạt động của các tàu thuộc khối NATO ở Biển Đen, Baltic và Barents đã lên một tầm cao mới. Moscow liên tiếp cảnh báo những hoạt động này ở gần biên giới Nga có thể dẫn đến sự cố. Giới quan sát nhận định rằng những cuộc tập trận và cấm biển để tập trận được Nga thực hiện có thể giới hạn việc tiếp cận các cảng biển của Ukraine tại biển Azov. Biển này nối liền Biển Đen thông qua eo biển Kerch ở mũi phía đông bán đảo Crimea. Liên minh châu Âu EU tuyên bố đây là diễn biến rất đáng lo ngại, trong khi tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thể hiện quan ngại và kêu gọi Nga đảm bảo tự do cận đối với các cảng biển của Ukraine. Những cuộc tập trận mới được Nga thực hiện sau hồi tháng 4 năm 2021, Nga đã gửi hàng chục ngàn binh sĩ tới gần biên giới Ukraine tại Crimea. Bộ trưởng Shoigu nói Nga triển khai quân lực cho các cuộc tập trận để đáp trả lại các động thái đe dọa từ NATO. Ukraine cho biết họ vẫn chiến đấu với các lực lượng ly khai, được cho là do Nga chống lưng. Tại khu vực phía đông kể từ năm 2014 thì xung đột này bùng phát sau khi Moscow sát nhập Crimea. Giữa vòng vây NATO, Thổ Nhĩ Kỳ muốn làm vệ sĩ, Nga ngại gì chối từ. Thổ Nhĩ Kỳ không phải đang giúp Nga như thể đang phục tùng ông chủ, nhưng sự tương hợp giữa cả hai đang ăn mòn liên minh phương Tây. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia đặc biệt, nước này là thành viên NATO đầu tiên ký thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa với Nga và có lẽ sẽ là quốc gia duy nhất vì Moscow mà chống lại tiếng nói chung của liên minh phương Tây. Lâu nay thì Thổ Nhĩ Kỳ bị chỉ trích vì chống lại các lợi ích của NATO và thường làm dịu đi sự gay gắt trong các tuyên bố nhằm vào Moscow. Trong hành động gần đây, Ankara đã sử dụng quyền phủ quyết để làm suy yếu sự lên án chính thức của NATO đối với vụ Belarus chặn máy bay bắt nhân vật đối lập đình đám. Động thái nới bớt sức nặng trong phản ứng của NATO được coi là trường hợp mới nhất về sự tương hợp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga trong hành động ăn mòn liên minh 30 thành viên. Belarus, một quốc gia Liên Xô cũ là đồng minh chặt chẽ với Nga, đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Nga hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Belarus xác nhận Ankara đã đi ngược lại áp lực của NATO. Chúng tôi biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ về lập trường như vậy. Chúng tôi hoàn toàn có thể có quan hệ thân thiện, gần gũi với đất nước này. Nhưng theo quan điểm của Ankara, các quyết định của họ trong NATO không phải để bênh vực một ai cụ thể, mà là nhằm mục đích cân bằng mối quan hệ với nước Nga. Niềm hạnh phúc của Nga, các thành viên của liên minh ngày càng nhận thức rõ hơn về thách thức và mối đe dọa mà Nga đặt ra đối với khu vực Bắc Đại Tây Dương. Ảnh hưởng của Nga đang thể hiện tích cực ở Ukraine và Georgia, hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ đang hợp tác chặt chẽ với NATO. Cả hai đều mong muốn gia nhập liên minh trong tương lai. Là một thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ rất coi trọng mối quan hệ giữa Ukraine và Georgia. Nước này đã bán máy bay không người lái cho Kiev vào năm 2019 và cam kết hỗ trợ trong bối cảnh lực lượng Nga tăng cường sức nóng dọc biên giới.
Ngoài ra, ông Erdogan cũng ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO. Ông Lavrov gần đây đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những động thái tăng cường hợp tác với Kiev. Trong khi đó, Nga đang thực thi lệnh cấm đi lại liên tục đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Moscow bị cáo buộc muốn biến Biển Đen thành hồ nước là mối đe dọa trực tiếp đối với các lợi ích an ninh của Mỹ và NATO, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy điều gì khiến Ankara luôn ngầm giúp Nga trong liên minh? Theo Ả Rập News, Thổ Nhĩ Kỳ nhận thức được vị trí của mình trong NATO, nhưng nước này cũng phải đối mặt với thực tế là họ không thể tin tưởng các đối tác trong việc cân bằng cách tiếp cận với Nga. Do đó, Ankara thực hiện chính sách của riêng mình đối với các quốc gia quan trọng như Ukraine và Georgia nhằm hạn chế ảnh hưởng của Nga mà không cần đến sự hỗ trợ của phương Tây. Bởi vậy, Ankara không phải đang giúp Nga như đang phục tùng ông chủ hay chỉ giúp NATO chống lại Nga như nhiều người từng nghĩ. Nước này chỉ đơn giản là theo đuổi chính sách cân bằng lợi ích của mình với Nga từ Syria đến Ukraine. Trong nhiều thập kỷ thì quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và Nga là trò chơi có tổng bằng không. Khi quan hệ của Ankara với Moscow được cải thiện thì mối quan hệ với Washington lại suy giảm. Điều tương tự cũng xảy ra trong mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với NATO và Nga. Ankara muốn trở thành quốc gia độc lập tương đối trong NATO, nhưng chính sách nào đó đã đẩy họ vào chân tường. NATO chủ yếu bị chi phối bởi ý chí của Washington, thúc ép Thổ Nhĩ Kỳ phải có lập trường rõ ràng hơn và xác định đúng vị trí mà nước này muốn nắm giữ trong cán cân của NATO với Nga. Nhưng ở hướng ngược lại, Moscow lại không cần Thổ Nhĩ Kỳ phải rõ ràng như vậy. Nga vui vẻ với chính sách độc lập tương đối của Ankara, miễn là điều này không xâm phạm lợi ích của họ. Pháo đài bất khả xâm phạm, nếu Nga trữ vũ khí, tiềm lực hạt nhân của Crimea khủng khiếp tới mức nào? Theo các chuyên gia thì hiện nay Nga sở hữu tới 2.000 đầu đạn hạt nhân, một phần trong số đó có thể đã được bố trí ở Crimea. Nga tích trữ vũ khí hạt nhân ở Crimea. Vào ngày 12 tháng 4 thì trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang dọc biên giới Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã bày tỏ lo ngại rằng cơ sở hạ tầng tại Crimea đang được chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng tích trữ vũ khí hạt nhân. Mặc dù ông Taran không đưa ra bằng chứng nào tuyên bố này, nhưng theo như tổ chức tư vấn của GF, Jamestown Foundation, có thể khẳng định rằng tiềm năng hạt nhân ở Crimea chắc chắn có tồn tại. Theo các chuyên gia thì hiện nay Nga sở hữu tới 2.000 đầu đạn hạt nhân, một phần trong số đó có thể đã được bố trí ở Crimea. Ví dụ, điển hình là vào cuối năm 2016, Object 100, một tổ hợp cố định dưới lòng đất dùng để lưu trữ và phục vụ hoạt động tác chiến của hai sư đoàn tên lửa hành trình, đã được khôi phục trên bán đảo này. Object 100 được tạo ra từ thời Liên Xô, về sau đã được tận dụng cho các hệ thống UTES trang bị tên lửa hành trình P-35B hoặc P-34-14 Progress mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá 350 kiloton. Khả năng sẵn sàng tác chiến của các tên lửa Object 100 có thể tấn công các mục tiêu ở cự ly lên tới 300 km. Đã được xác nhận trong các cuộc tập trận quân sự của Nga tháng 11 năm 2016, Crimea cũng là nơi tập kết ít nhất 3 tổ hợp phòng thủ bên bờ di động, trang bị các tên lửa P-800 Onyx. Tên lửa P-800 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá 10 kiloton. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì các tàu hải quân của Liên Xô gồm tàu tên lửa cỡ nhỏ, tàu hộ vệ và tàu hộ chống ngầm đều có thể được trang bị vũ khí hạt nhân. Xét tới việc Nga vẫn đang bảo quản các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật TNW và không có thay đổi nào trong chính sách liên quan tới chúng, GF nhận định thông lệ này có thể vẫn tiếp diễn. Nhìn vào hạm đội Biển Đen hiện nay ở Crimea thì có thể thấy lữ đoàn tàu chống ngầm số 11 đang có 5 tàu hộ vệ đề án 1135/6 trang bị hệ thống tên lửa hành trình Kaby với khả năng kép. Lữ đoàn này còn có tàu Moskva, chiếc tàu dẫn đầu của đề án tuần dương hạm tên lửa lớp Atlant, lắp đặt vào hệ thống tên lửa chống ngầm P-1000 Vulcan mà theo GF có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân 350 kiloton. Ngoài ra thì tàu Moskva còn được trang bị hệ thống tên lửa phòng không có khả năng hạt nhân S-300F. Sau khi hoàn thành thủ tục sát nhập năm 2014, Crimea đã trở thành lãnh thổ cực Tây Nam của Nga, xét tới việc tất cả các nước Cộng hòa phía Tây thuộc Liên bang của Xô Viết trước đây đều sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của họ trong chiến tranh lạnh. GF cho rằng Nga cũng có thể có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Crimea và họ có thể xúc tiến điều đó. Theo ước tính của GF, hiện có thể có tới 30 đầu đạn hạt nhân được triển khai ở Crimea. Điều đó nói lên rằng vũ khí hạt nhân phi chiến lược là một mảng xám trong an ninh châu Âu. Trong trường hợp không có bất cứ hoạt động giám sát hay hạn chế nào đối với vũ khí hạt nhân chiến thuật, thì GF cho rằng các hoạt động của Nga ở khía cạnh này có thể sẽ gây bất ổn cho tình hình an ninh ở châu Âu nói riêng hoặc rộng hơn. Hứng đòn kép từ cơn thịnh nộ của nước Nga và Syria, IS khốn đốn. Trung Quốc táo tợn tấn công đầu não chế tạo tàu ngầm tối tân nhất của nước Nga. Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hứng đòn kép từ cơn thịnh nộ của nước Nga và Syria, IS khốn đốn. Trong khi phiến quân bỏ mạng vì tên lửa Syria, máy bay phản lực của Nga tấn công khủng bố trên vùng đồi Kabana ở Latakia bằng tên lửa chân không.
các nhà hoạt động của tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh đã ghi lại việc một phiến quân bỏ mạng do bị thương nặng trong cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường do lực lượng quân đội chính phủ đóng ở vùng núi Latakia triển khai. Trong khi đó, thì cách đây vài giờ, các nguồn tin của SOHR cho biết một máy bay phản lực Nga đã tấn công các vị trí khủng bố trên đồi Kabana ở vùng nông thôn Latakia bằng tên lửa chân không, nhiều khả năng là vũ khí nhiệt áp. Các lực lượng chính phủ Syria đã mở rộng phạm vi tác xạ trên khu vực giảm leo thang. Pháo của lực lượng này nhằm vào Jaba ở Nam Idlib, vùng nông thôn phía tây Hama. Mặt khác, các vụ phóng tên lửa của quân chính phủ cũng nhằm vào chiến tuyến của Ahaddada và làng Al-Kendet ở vùng nông thôn Latakia. Các nhà hoạt động của SOHR hôm nay cũng đã ghi nhận việc 3 thành viên của phe nổi dậy bị thương sau khi bị ngắm bắn các lực lượng bởi chính phủ Syria ở khu vực phía tây của vùng nông thôn Idlib. Các báo cáo cũng cho thấy, tại các khu vực giảm leo thang, các cuộc đụng độ bạo lực nổ ra giữa một bên là các phiến quân của phòng tác chiến Fatah Muben, một bên là quân chính phủ cùng các lực lượng ủy nhiệm. Sự việc diễn ra tại làng Futara ở miền nam Idlib. Các cuộc đụng độ và bắn phá diễn ra khốc liệt hơn sau cuộc tấn công của lực lượng quân đội chính phủ nhằm vào các vị trí của phe phái. Tuy nhiên, các tay súng của Al-Fatah Mubeb đã xoay sở để đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Syria. Các căn cứ của quân đội Syria trên chiến tuyến Kabira, Sofin đã chứng kiến một cuộc bắn khá khốc liệt. Một số tên lửa cũng khai hỏa tại khu vực xung quanh Jonidia ở vùng nông thôn của phía tây Idlib, nhưng hiện chưa có báo cáo về thương vong.